tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Thích mày gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói, we are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Thích mày gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói, we are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Đậu mái nẹt bu đã số lên đầu. Tháo mái rap vô đơn giản của tụi tao đam mê tốc độ. Cặp của mày nói được bao nhiêu, này mày cứng thể hiện được bao nhiêu. Đêm này bảo sáng được bao nhiêu, khỏi cần hỏi cứ theo tụi tao feel. 2016 cứ gọi tụi tao Racing Boy. Thế giới tụi tao đang đứng và đang bay lại trong bóng tối. Sài Gòn này vẫn rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là 12 giờ đêm. Mấy ông can mắc cổ với xe tụi tao cả ngàn chẳng thể nào đếm. Nếu mày có bản lĩnh thì cứ theo tụi tao nhanh. Cứ việc ở nhà đắp chăn mà ngủ khi xe mày không phanh. Điện thoại mày nóng, má mày chồng cứ nói với má là con đang đi lanh quanh. Thì kiếm đam mê với mấy thằng ganh thì két tinh thần. Hiện tại chứ không như xưa tụi tao đi bảo là không có hò hét. Thôi đó là tiếng động cơ SI, Sachi, Jazz nó nẹt. Mio và Luvias vẫn đề ba là nhất. Mỗi khi về đêm quay A nó vẫn còn đó, vẫn trên tay cùng Super Dream. Gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Thích mày gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói, we are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi ta đi thôi. Gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Thích mày gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói, we are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi ta đi thôi. Bè đàn đang nóng, quỳ quẩy xới tụi tao đã khá đông. Quốc lộ đang chống vì tụi tao đã sắp hàng chặn vòng. Các em gái đang thống ngồi đằng sau và đứa em công. Xe vẫn thẳng tay lái, chúng ta cùng đến với dốc con rồng. Từ miền Nam tới miền Bắc, ai không biết tới Vinh Cô. Đường vẫn đó đam mê vẫn đầy và khi tao lượn đông tới đại lộ vẫn cứ lướt mặc kệ bố vô 400m một cây hai. Cả thành phố này mất ngủ khi tụi tao quay. Mà mày không biết xin lỗi mày đéo phải người miền Nam đâu. Lại đây tao cho mày biết bộ AHM sẽ làm mày điên đầu. Bộ mai dân đồn dân lớn trái to trái nhỏ chỉ cần mày nhích nhẹ cái là lơ. Gắn gì nhỏ vì nồi tao bóc cân xăng chứ không quan trọng phần trên. Nói cho tụi mày nghe nếu như sẽ tốc độ cao. 30 tháng 4 mày có đi biển đừng nên chưa gợi mày ra Vũng Tàu. Vì ngày lễ cũng là ngày thể hiện của xe cập nước và nước qua nhau. Bước ra xe tụi tao bạc mạng nếu mày không tránh là mày đổ máu. Biết con cặc gì về tụi tao sao cứ gọi là phá gia chỉ tử. Đồng tiền xuống áo tụi tao theo đuổi đam mê và cả tính mạng. Khi ra sự phía bên phải là hình sự, còn phía bên trái là bồ bù. Nó cứ đuổi tụi tao cứ chạy tay nhấn ga cùng chừng đam mê. Tụi tao chưa tan đừng hỏi tại sao đêm nay vẫn chưa tàn. Đêm nay ta đi lang thang ta không hoang mang. Bảo từng đêm mà cho tới sáng. Tao thích nếu mày bố láo tao nghĩ mồ hôi trên đường bóng dáng của mày nằm ngang. Má mày đưa mày vô hàng. Que đan đang nóng quỳ quẩy xới tụi tao đã khá đông. Quốc lộ đang trống vì tụi tao đã sắp hàng chặn vòng. Các em gái đang thống ngồi đằng sau và đít em công. Xe vẫn thẳng tay lái chúng ta cùng đến với dốc con rồng. Từ miền Nam tới miền Bắc ai không biết tới Vinh Cô. Đường vẫn đó đam mê vẫn đầy và khi tao lượn đông tới đại lộ vẫn cứ lướt mặc kệ bố vô 400m một cây hai. Cả thành phố này mất ngủ khi tụi tao fly. Gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Thích mày gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói, we are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi ta đi thôi. Gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Thích mày gọi tụi tao Racing Boy, Vietnam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói, we are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi ta đi thôi. For Việt Nam Racing Boy 2014. Lên tập đạp máy từ 7 mẫu chạy đi về đâu. Anh em ta cùng tụ họp có thằng về trước có thằng đi về sau. Mày cầm nai vì xe quá lực nên phải tranh đua với tầng chết. Dù mày có rớt thì cũng đừng lo luôn có anh em đi kề nhau. Mấy rẻ tẩy xác ngoài nhiệt huyết để đam mê cùng tốc độ. Dù là gym hay là sỏi dùng đem đam mê thì bước vô. Và âm nhạc tao vẫn thức tác lát đác về câu trong từng bài. Cũng là đam mê ngoài nhiệt huyết dù có ra sao không dừng lại. Bước vào trong đây tao sẽ cho tụi mày thấy. Âm nhạc đường phố và thế giới ngầm của xe cọp hay nằm đây. Bánh vẫn cứ lăn và bình xăng không thể cạn. Cọp là dùng để đổ chỉ đéo phải dùng để lăn. Và anh em tao vẫn ngân ngàn từ miền Nam ra tới Bắc. Và tâm huyết nó vẫn còn đây chỉ đéo bao giờ bị bế tắc. Mày thích thì xuống phố và anh em mình cùng đổ. Tốc độ trên khắp Việt Nam chỉ đéo bao giờ nằm cùng chỗ. Yeah. Đây là thế giới ngầm của anh em tao tạo ra. Yeah. Đây là underground nếu phải có số thì làm cha. Yeah. Đây là rap của tao đéo thấy thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao mày thấy đéo thích cứ bắt nạt. Đây là thế giới ngầm của anh em ta tạo ra. Đây là underground nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao đéo đi thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao mày thấy đéo thích cứ bắt nạt thử. Đa số lên đầu tụi tao nó định đéo phải chậu cấp bậc easy nhà báo cứ ngồi có phím tụi tao đéo kè đâu. Mày nói rất là chính xác 50% ra xe để khoe nhau. Nhưng lúc bất bình thì nó mới cùng lại tụi tao dùng xe để che nhau. Bù bô ở đằng sau không phải cắm đầu cắm câu chạy. Cách tốt nhất
là mình nên bình tĩnh, phải thật lì và thật ngay, phải thật liều và thật hay, và rồi tiếp tục mình cùng bay. Và cũng đừng lo bị lạc đàn vì hàng ngàn người vẫn còn đấy, ánh đèn vẫn còn cháy và tiếng la hét vẫn còn đây. Cách xa vài trăm mét những tiếng gầm rú vẫn còn hay, dòng người chen chúc vẫn còn quay, đồng hồ thời gian vẫn còn quay, anh em tụi tao vẫn còn ở đây thì cung đường nóng vẫn còn cháy. Ánh đèn vẫn còn cháy và tiếng la hét vẫn còn đây. Cách xa vài trăm mét những tiếng gầm rú vẫn còn hay, dòng người chen chúc vẫn còn quay, đồng hồ thời gian vẫn còn quay, anh em tụi tao vẫn còn ở đây thì cung đường nóng vẫn còn cháy. Đây là thế giới ngầm của anh em đã tạo ra, đây là underground, nếu phải con số thì làm cha. Đây là rap của tao, đeo tới thích thì tắt nhạc, vậy đây là chất riêng của tao, mày thấy đeo thích cứ bắt nạt. Đây là thế giới ngầm của anh em ta tạo ra, đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao, đeo tới thích thì tắt nhạc, vậy đây là chất riêng của tao, mày thấy đeo thích cứ bắt nạt. Thử sẽ chỉ cho tụi mày thấy quê xế ở đây có đầy từ ngã sáu cho tới ngã bảy, Hậu Giang cho đến Cần Thơ và Sóc Trăng tất cả đều nóng. Đường đường này vẫn luôn cháy và màu, phía trước tụi tao vẫn phóng, đam mê đã thấm vào máu và yên sao đứa trở thằng nào. Nổ máy bắt đầu đa số vẫn mặc kệ phía trước ra sau, miền Nam ra tới miền Bắc tụi tao vẫn đỉnh khó cần thắc mắc và cứ lướt về phía đằng trước mặc kệ đường đường này nó câu gắt. Thứ bảy máu chảy về đầu, thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy là những chút bạc sẽ làm nóng thế giới về đêm. Tốc độ thể hiện bản lĩnh và các chân nại vẫn còn trong đêm, cứ mỗi thi lỗi từ quê chơi lớn kể cả là bình bố im. Từ từ mà chậm chậm ngó trước và ngó sau để xem cái bọn châu vàng nó nấp chỗ nào để mình còn phóng mau. Từ từ mà chậm chậm ngó trước và ngó sau để xem cái bọn châu vàng nó nấp chỗ nào để mình còn phóng mau. Nhìn cái con cắt, tụi mình nhìn cái con cắt, nhìn cái con cắt, tụi mình nhìn cái con cắt và nhìn cái con cắt, tụi mình nhìn cái con cắt, nhìn cái con cắt, tụi mình nhìn cái con cắt. Từ từ mà chậm chậm ngó trước và ngó sau để xem cái bọn châu vàng nó nấp chỗ nào để mình còn phóng mau. Từ từ mà chậm chậm ngó trước và ngó sau để xem cái bọn châu vàng nó nấp chỗ nào để mình còn phóng mau. Xuyên tầng ở nơi đừng cố cho nên tụi tao nói chuyện thua lỗ, đam mê tao là tốc độ đã thấm vào máu bất chấp buộc vô và dắt đi đầu đồng bào và đất miền Tây tụi tao luôn cháy. Không phân biệt mày đi xe gì nhưng thích tốc độ thì bước vào đây. Còn mấy em gái chân dài vẫn đang hô hào ở bên tai, hòa theo tiếng vô tăng cho phần dẫn tấp thêm hăng hái. Quần sọc và dép lào đó là cách tao cưỡi tập, anh em quay game tự do thêm cây bù leo tao dắt tấp. Nhìn cái con cắt, tụi mày nhìn cái con cắt, nhìn cái con cắt, tụi mày nhìn cái con cắt, nhìn cái con cắt, tụi mày nhìn cái con cắt và nhìn cái con cắt, tụi mày nhìn cái con cắt. Yeah, và đây là bài nhạc cho dành tặng cho các anh em chia xe tại Việt Nam.